Em tìm hiểu vào trong hết thì em thấy bạn của chị Trần Hường cũng bị vô sinh thứ phát giống như em, thì dùng wellness cải thiện và em đặt lòng tin vào cái sản phẩm. Thì bình thường á là em đã dùng combo 5 rồi, và sau này thì em tăng thêm tảo nữa, tức là em sẽ uống một sơ với combo 5 với tăng 3 viên tảo một ngày. Thì sau khoảng tầm 3 tháng thì em đã có em bé lại, và hiện tại thì em đang bầu em bé thứ hai được hơn 5 tháng. Thì thật sự là em rất là biết ơn cái dòng sản phẩm Wellness này, vì trước đây á thì em cũng có tìm hiểu về cái buồng trứng đa nang, thì thật sự nó rất là khó để có em bé, và cái cơ thể của mình, cái nội tiết tố nó không có được đều ấy, nên là làm cho con người của mình nó cũng khó chịu, tính khí nóng nóng nảy lắm, khó chịu. Nên là em dùng cái sản phẩm này em có lại được em bé thì rất là một sự biết ơn rất là lớn đối với là Oriflame, và rất là biết ơn này cái Wellness đã giúp em đã cải thiện được cái vấn đề sức khỏe của mình, nên là em rất là tự tin khi em chia sẻ cái sản phẩm cái sản phẩm Wellness đến với mọi người. Tức là em bị đa nang buồng trứng là bao lâu em bị bao lâu? Em sinh em bé thứ nhất là vào năm 2015, thì lúc trước cũng chưa có tính có con nên là em cũng không có đi khám phụ khoa đều. Nhưng mà tới năm 2019 đã bắt đầu em tính thả em bé. Thì thả mãi khoảng một năm sau không có, thì bắt đầu 2020 là bắt đầu em đi khám. Thì bác sĩ nói em bị đa nang. Và từ thả từ 19 cho tới năm nay là 20, cuối năm 2021 em mới có em bé lại đó. Thì em Wellness của mình bắt đầu vào khoảng tầm cuối tháng 7, tháng 8 thì em mới sử dụng đều đều ấy. Trước thì em có sử dụng vào tháng 4 để cải thiện cái dạ dày thôi. Nhưng mà tới tháng 7, tháng 8 thì tìm hiểu về Wellness cải thiện cái đa nang thì em mới dùng đều. Mà thật sự rất là vi diệu cả nhà. Nó cải thiện mà bác sĩ nói với em á là khi đi khám lại bác sĩ nói là cái này chắc là do em uống thực phẩm chức năng nên là nó chỉ cải thiện một lúc vậy thôi. Mà tới khi có bầu em bé là thật em cũng không biết, và bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên, tại vì em làm trong bệnh viện nên là quen cái người bác sĩ đó rồi, nên em đi khám cái chị đó thì bà cũng ngạc nhiên là nói là em có dùng cái gì khác nữa không, em không uống thuốc cái gì khác. Chị đó còn khuyên em là lên Từ Dũ hoặc Hùng Vương khám đi, tại vì cái đa nang này mà để lâu, càng lâu mình càng lớn tuổi, tại vì năm nay em cũng 34 rồi, là cái chức năng buồng trứng nó càng ngày nó càng giảm đi nên khó có em bé hơn nữa. Thì thật sự rất là vui luôn, rất là vui là khi mà mình có được em bé trở lại mà không phải dùng đến thuốc thang gì hết, chỉ dùng Wellness thôi. Là mình dùng 3 tháng, là thứ nhất là combo 5, em có sản phẩm đó không? Combo 5 với tăng tảo, em có sản phẩm đó, em dơ lên cho mọi người xem với. Em bỏ sản phẩm ở dưới nhà rồi. Ok rồi à, tức là em dùng 3 tháng thôi là mình đã cải thiện cái vấn đề đa nang và mình có em bé luôn. Và hiện tại thì em có em bé là bao mấy tháng rồi? Em được 21 tuần rồi đó chị Lan. Một Nhưng mà tuần được thì cái trong có quá một trình mang tuần thai hay thì em không, sử dụng những sản phẩm gì của công ty mình? em sử dụng chất xơ rồi combo 5, mà giờ em thay cái Wellness bột sách bằng hai loại mix với nhau, là vừa bột vừa thay thế bữa ăn chính em mix lại với nhau, là với lại em dùng Wellness viên cộng với canxi, tức là chất xơ này, Coi như là bột dùng này gần đầy đủ hết rồi. đầy đủ hết luôn. Em có uống Nên là có Awa luôn có không? dùng Awa aqua, luôn. tại vì không phải vì là em sợ để cho nó đẹp da, nhưng mà có một cái rất là hay như thế này là mình uống aqua glow và tảo tăng cường thì sẽ có thêm nhiều vitamin C, và vitamin C nhiều sẽ hấp thu được, tăng cường được sức đề kháng đã đành, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái thành mạch mình nó dày lên, nên là mình sẽ khả năng bị phù. Tại vì bạn trước của em là em bị tiền sản giật nên em phù rất là sớm, em À, bị nên bây phù rất giờ là là sớm, uống tăng cường. em khá lo lắng nên là em phòng hờ trước như vậy đó. Tuyệt Nhưng mà vời. nói em bầu bạn này thì không hề nghén, không có nghén chút xíu nào hết, cái gì cũng ăn được hết. Với lại là em không dùng, em chỉ dùng thêm sắt ở bên ngoài thôi, chứ còn lại là em dùng hết, nó rất là tốt. Tuyệt Nên là vời. em từ nay là mọi người khen em là có bầu mà da em lại đẹp, đẹp hơn lúc em chưa Đẹp hơn bé đầu tiên phải không? Đẹp bé đầu hơn mà tiên khỏe em. hơn. Bé đầu tiên nó đen thui à, bé này thì đỡ hơn. Nói chung là